Hôm nay thì Loan nấu lagu gà tây với lại sườn heo nha cả nhà. Ở đây cái đùi gà tây nó rất là to luôn á. Cả nhà nhìn thấy cái da của nó nè, rất là dày. Cho nên là Loan cắt nó hơi nhỏ nhỏ ra. Rồi mình ướp gia vị vào đây. Loan cho muối, hạt nêm, tiêu, ớt bột với lại một ít cái lá chim bù. Rồi mình ướp ở đây á, mình để khoảng tầm 15-20 phút cho nó ngấm gia vị. Rồi một hồi mình đi nấu ha. Ở bên đây á, thì Loan có hai củ hành tây mình cắt hạt lựu nè, cà rốt và hai trái ớt chuông. Mình cho thêm 5 trái cà chua nha. Bây giờ Loan cho dầu và tỏi vào trong cái nồi. Mình làm, mình xào cho nó thơm. Xong rồi mình cho tất cả cái nguyên liệu rau củ vào, mình xào cho nó thơm nha mọi người. Mình xào một lúc á, xong rồi mình sẽ cho cái cà chua vào, mình xào chung luôn. Loan cho thêm vào đây là hai muỗng cà chua cô đặc nha cả nhà, để nó cho nó tạo cái màu cái la ru của mình cho nó đẹp hơn á. Mình xào một lúc nè, rồi bắt đầu mình sẽ cho thịt vào hết. Mình xào cho nó thịt cho nó săn nha cả nhà. Sau đó là thì Loan cho thêm một cái ít nước ép cà chua vô nè. Rồi mình đậy nắp lại, mình nấu. Mình nấu một hồi á, thì thịt của mình nó sẽ săn lại như vậy ha. Rồi mình sẽ đảo đều nè. Bây giờ thì Loan cho thêm 4-5 ly nước vào. Mình cho nước vào để xăm xắp với cái mặt thịt là được. Nếu mà ai có nước dừa thì mình sẽ sử dụng nước dừa thì nó sẽ ngon hơn nữa nha. Mình nấu nãy giờ rồi, thịt của mình nó cũng hơi mềm rồi đó cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ cho khoai tây vào nha. Mình nấu thêm một lúc nữa cho khoai tây nó mềm. Không biết cả nhà sao chứ Loan là Loan thích nấu cái khoai tây nhà cho nó hơi nhừ luôn. Để cho cái khoai tây á, nó ra được cái khoai tây mà nó mềm á mọi người, thì nó sẽ ra một cái chất làm cho cái nước sốt của mình nó hơi sệt sệt, và khi ăn á mình chấm bánh mì ăn rất là ngon luôn và ngọt nước. Món lagu này thì Loan sẽ ăn chung với lại bánh mì với lại dưa leo muối chua hoặc là bắp cải muối chua nha cả nhà.